Giờ các bạn đã quay trở lại với VnCraft và mình là Jenny. Thì hôm nay chúng ta sẽ có kế hoạch là chôn một con bé nhà ở bên kia. Chúng ta sẽ đặt hạt kiện thạch ở trong nhà nó chôn cho vui. Nói chung cái trò cũ rất rồi. Mà cái góc này đẹp hơn. Góc này đẹp hơn. Cái chỗ kia là cái chỗ là đầu tiên chúng ta quay tập 1 đấy. Phía trên nó nhìn tuy không đều lắm nha. Cái góc này đẹp nè, nó xây rất là đẹp. Chúng ta sẽ quay về nhà chúng ta một tí. Phát cái này mình không biết nó là cái gì. Cái rương đồ thì phải. Ok. Cái đường này nó làm cái gì vậy trời. Nó sẽ chạy nhanh qua cái phần nhà của mình. Nhà mình cũng chưa xây xong. Ở bên ngoài cũng đẹp, nhưng mà ở bên trong nhìn thấy vẫn vẫn cảm thấy nó thiếu thiếu cái gì đó. Thiệt chứ. Yeah. Ok, cái shader này sáng vãi đái. Cho lóe vồn. Cái chỗ này mình đã sửa sang lại một tí, nhìn cho nó giống cái đường tí xíu thôi. Lại cái cây kia nữa. Cái cây nhỏ nhỏ. Mấy cái thiếu mà. Ok, cái nhà thực sự là vẫn chưa xây xong, mình mới xây một chút xíu. Cơ bản mới xây chút xíu và chúng ta vẫn chưa có đường lên chính thức nữa. Còn phải nhảy cả tưng đã lên. 1.9, ở đúng rồi đây 1.9 chứ. Bản trước là 1.8 đúng không, đây 1.9 rồi. Thì quái mạnh phải đái ra nên chúng ta phải có cái khiên vô. Trước khi làm cái khiên chúng ta nên làm cái gì ta? Thế 1.9 nhưng mà sợ hệ thống combat nó quá ghê quá. Ủa cái này khối than mà nó phải khối thạch, nó hắc diện thạch nó mất tiêu rồi. Đây, đây có 16 cái hắc diện thạch ở đây. Ít vải. Rồi chúng ta sẽ chui xuống cái base của con bé kia. Rồi, ở đây chúng ta có một cái chỗ gọi là lift bộ vệ. Rồi tất cả chúng ta sẽ cùng nhau rơi từng nơi ta đang đứng là đứng trên cao. Ôi, rồi vỡ mồm. Đệt. Đen vốn. Thanh niên cái mạng còn yếu của mình nữa. Rồi nó lên lại. Nếu ai không biết đó là nhà của Unicorn Girl. Nếu mà ai biết, con bé nó thể nào cũng vậy. Là om sòm coi. Buổi sáng nó hơi lắc. Kỳ. Này như người xây này là con gái hay sao á. Này này. Chị nào mà. Ok, nếu mình đấy không nhầm thì đây là nhà của Unicorn Girl. Nếu mà đếm không nhầm. Ok. Được rồi, ở dưới đây là mình thấy có một cái nút tất nhiên. Đấy các bạn, cái tầng hầm của con bé đó. Cái này chắc vui.
Được rồi, chúng ta sẽ làm cái gì? Này thì chúng ta không thể đổ nước lên được rồi, đổ nước thì chắc phụ lắm. À, ước gì mình có cái tơ nhện nhỉ? Tơ nhện chắc hay lắm luôn á. Ta có thể làm gì trước cái này, chúng ta sẽ lấy thôi sắc ra, chúng ta không ép thành kia được hả? Mấy cái này hình như khá vô dụng, kiểu như đặt nhiều quá là nhiều cho con bé nó phá chơi giống vậy, hiểu không? Ok. Đáng lẽ ra mình phải có kịp đúng không sao cả. Ok. Tên ý dạ, chúng ta kẹt luôn rồi đó hả? Cái sợi chỉ này có đặt được không ta? Ờ, đặt được. Ok. Chuột. Chuột thôi. Có cái bài crafting không? Đây có thể hay là chôn gái của mình. Máy hết hồn. What the fuck? man. Tí có tiếng mở cửa hết hồn luôn đó. Có cây gậy được à? Đó. Má con quỷ có nói con gì quên mẹ rồi. Guardian hả? Không phải Guardian là con quỷ cá. Cái con người sắt ấy. Ừ, Iron Man. Thế là hết hồn. Cửa nào tao quên rồi. Ok. Tại cái cửa này nó chỉ mở được trong cái hai cái đó thôi nên ok, chuồn. Ta đã chôn được một con, chuồn đi. Nói chung là không có dấu vết ở đây nữa, chết mẹ rồi, nào đây vậy? Quậy chết mẹ ra nha, đây dòng đường sau. Đây. Rồi. Chúng ta làm mọi thứ lúc trời chưa kịp sáng. Mong cái nhà nó chưa có bỏ hoang không? Kiểu như là đa số là mấy cái nhà bọn nó xây thấy xấu quá rồi nó chuyển sang nhà khác, nó không ở nhà đó nữa. Đi. Rồi chúng ta sẽ quay lại cái nhà phía trên mà. Vậy thấy mình có gần như là đủ đồ rồi. Gia tài ba đúng không? Cái này không phải của mình, cái này mình lấy ở trong nguyên rừng dưới, chả thấy ai xài cả. Nhưng mà sẽ bỏ lại cái này đi. Đủ đồ rồi nhưng mà mình vẫn chưa có bột giáp. Kim cương. Cũng đã có đủ kim cương để tạo thành bột giáp rồi á. Mà chúng ta sẽ để chuyện đó lại ở lần sau vậy. Ở chỗ này rảnh mình sẽ chỉnh sang cái kia cho các bạn ngó thử. Fan full clip ly đúng không? Ok. Nhìn nó không ăn nhập lắm. Nhưng mà mình thấy cái này nó khá là ổn. Trời ơi mẹ ơi. Nice. Được rồi. Mấy cây nữa. Thấy này super đẹp luôn. Cái này kết hợp với cái shader này nè. Nó đi kèm với cái shader này. Rip, cái này gọi là Rip FPS. Rip. Nhìn nó kỳ cục lắm đúng không? Nhìn nó cái thứ quái nào ấy, mình không biết. Cái này dùng để chụp hình thì được. Còn của mình nhìn nó cứ thứ quái nào ấy. Đó, cái này nhìn dùng để chụp hình thì được. Ồ, nhìn này.
kinh hồn. Nhưng mà FPS của mình hơi tụt. Nhưng mà các bạn nhìn cũng quen rồi mà, bởi vì cái FPS cơ bản của YouTube là 30 nên nhìn mấy năm rồi cũng quen rồi. Ok, chúng ta sẽ chuyển lại. Ok, cái này tốt hơn. Rồi. Rồi, ta sẽ làm cái gì đây? Phần nhà trước đi. Mình sẽ tua đoạn này đi.
sau khi xây thì chúng ta sẽ được như thế này và chưa có gì đó. Chưa có trang trí gì hết, trang trí gì nhiều nữa, chúng ta có một số cái phòng nhỏ nhỏ ở đây thôi. Và biết sao không, sau một cơn mưa thì đây sau một cơn mưa, nói chung thì cái mạng mình bị tai rồi. Nói chung là có hai vạch thôi, nói chung là có bầu rồi đó, nên ta không thấy rõ. Nói chung ở đây là bao nhiêu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ôi còn nữa hả, 9. Thanh niên kia cưỡi một con, không biết là của ai. 10. Tuấn kia có một con kìa, không biết có biết không. Wow, cái này là tốn, sẽ tốn thời gian đó. Ok, ôi ôi ai chết được cái chó là phạt teleport à. Dạ te này, te này, nói chung ta lắp phải đáy ra nữa đi. Để áo chết đâu, chết đâu, chưa chưa chết. Ok ok, nó chết. Đây là buổi tối nên nó lắc bảy đáy ra em được chết, được chết, được chết, được chết. Ok coi thống kê lại. Fuck, thống kê lại chúng ta làm được gì. Ôi mẹ ơi, cơ bản lúc xây nhà này thì chúng ta có bao nhiêu, ta có hai lần bị cháy nhà do làm cái này nên ức chế quá nên đổi thành đá phát sáng luôn. Hai lần bị cháy nhà, hai lần bị creeper nổ, một con ở đây, một con ở đây, khoảng hơn chục lần chết, rồi và kiểu như là vô tận số lần bị rớt xuống, tận số lần bị rớt xuống, rớt xuống chết mất đồ chứ. Ê, mẹ ơi, mất hai đồ, mất hai cái đồ VIP, một là cái xẻng và cái cúp nữa thì phải, không nhớ rõ lắm, cái xẻng cái cúp. Nói chung là cái chảy nhà là cái ức chế nhất, chảy hết. Cháy một nửa cái máy luôn rồi, cháy vô trong luôn. Ok, ta sẽ dừng lại đây thì ủng hộ series thì nhớ like, subscribe. Không cần nhớ đâu, thích thì like, subscribe. Nếu ghét thì nít làm được. Sao? Bye bye.